Ngọc Thơ thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đừng để tiếp tục bị gạt nữa ngày 25 tháng 2 blogger Đồng Phụng Việt có bài bình luận trên blog AFA về tướng công an Đinh Văn Nơi có bài viết với tựa đề coi chừng lại trao duyên nhằm tướng cướp tác giả cho rằng bà con mình vốn không ưa ông thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca vì trận đánh đẹp của ông đánh vào tiên lãng đánh vào nhân tâm nên khi ông bị bắt bà con nước lòng phấn kích ông ca bị bắt do lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một ông trùm chuyện mua bán hóa đơn chứng từ nhưng nghe nói không chịu chi ra đồng nào bà con mình khẳng định đó là ác giả ác báo là nhân quả báo ứng hình ảnh bài bình luận trên blog AFA tác giả nhận xét không khó để hiểu tại sao bà con mình lại hả hê khi có thể tận mục sở thị những cá nhân như ông ca đền tội ở xứ này có mấy người không bất bình khi phải thấy cái xấu cái ác lộng hành thậm chí còn là nạn nhân thường trực của cái xấu cái ác nhưng vì nhiều lý do phải cúi đầu cam chịu cắn răng nuốt giận mà sống cũng vì vậy ông Đinh Văn Nơi thiếu tướng tầng giám đốc công an Quảng Ninh nơi vừa bắt ông ca quy án trở nên nổi như cột tác giả cho biết ông nơi 47 tuổi có sinh quán và trú quán ở Cần Thơ đủ tuổi vào đời là ông nơi gia nhập lực lượng công an nhân dân và leo dần đến vị trí phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Giữa năm 2020, ông nơi được điều động về An Giang làm giám đốc công an tỉnh này. Cũng kể từ đó, mấy cậu Mần Nhật Trình bắt đầu tô vẽ ông nơi như một viên ngọc trong đá. Nào là ổng đột nhập vô sòng bạc này, ổng phá tổ chức mua bán ma túy, tổ chức buôn lậu kia tới mức đám tội phạm quyết định chi 20 tỷ để điều ổng đi chỗ khác. Thời buổi mà quan chức nói chung và công an nói riêng như ai cũng thấy, ai cũng biết, thì tự nhiên một ông nơi trở thành hiếm và quý. Thiệt tình là trong thời buổi nhiễu nhương hỗn loạn, quan chức nói chung và công an nói riêng chỉ nghĩ tới chuyện ăn và nén bạc có thể đâm toạc mọi thứ giấy. Thì việc giữa đám bồn ấy đột nhiên mọc ra một ông tuyên bố khơi khơi, Tôi lựa mấy người nào quen biết lớn tôi bắt trước. Dễ làm bà con mình mát lòng mát dạ, ít ai nghĩ tới chuyện chỉ du đảng mới dám dùng giọng đó. Hình ảnh thiếu tướng Đinh Văn Nơi, bảo vệ và thực thi pháp luật để đảm bảo công bằng trật tự xã hội, không cho phép lựa và cũng không cho phép bắt trước hay bắt sau. Sai là phải bắt vậy thôi. Cũng vì vậy, ở mấy xứ văn minh đâu có ông nào dám tự đánh bóng bằng những tuyên bố kiểu như ông nơi. Tác giả phân tích tác giả nhắc đến hai chuyện khiến ông cảm thấy rờn rợn đó là ông nơi có học vị tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội và chuyện ông cưỡng chế người dân ngoáy mũi trong đại dịch thậm chí ông còn đòi truy tố một cậu tên là nguyễn hoàng suốt 33 tuổi ở xã khánh an huyện an phú để răng đe vì cậu này kháng cự chuyện cưỡng bức ngoáy mũi và tác giả đặt câu hỏi liệu một người xu quân đi cưỡng bức dân lành ngoáy mũi và cách ly tập trung để chứng tỏ sự mẫn cán của ông ta thì ông ta có đủ trí và tâm như mình mong muốn hay không. Kết luận, tác giả cho rằng vì xã hội bất công nên ai cũng khát khao công lý, rồi vì phải vật lộn, phải gánh chịu đủ thứ do xã hội đầy rẫy bất toàn, ai cũng mong có anh hùng cứu nhân độ thế. Biết vậy nên lâu lâu mấy anh mừng nhật trình cho đảng, nhà nước là giới thiệu một anh hùng để bà con mình bơm vào đó niềm tin, hy vọng tác giả nhắc lại những anh hùng một thời khiến dân trầm trồ như đinh la thăng trảm tướng nguyễn bá thanh hốt liền hoặc nguyễn việt thành ăn cơm tập thể ngủ giường cá nhân tác giả cho rằng đừng để mấy anh mần nhật trình cho đảng nhà nước gạt thêm đừng trao niềm tin và hy vọng nhầm chỗ muốn biết ông nơi tốt hay xấu thiệt hay giả cứ thản nhiên ngồi coi như coi tuồng cứ chờ hạ màn rồi hãy quyết định vỗ tay hay không bình phẩm thế nào đâu có muộn kẻ gian chỉ toàn gạt người nếu thấy dễ gạt đảng này nhà nước này cũng vậy quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin đừng để tiếp tục bị gạt nữa ngọc thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin làm thế nào để ổn định chính trị chống tham nhũng ngày 24 tháng 2 phó giáo sư tiến sĩ phạm quý thọ nguyên trưởng khoa chính sách công học viện chính sách và phát triển trực thuộc bộ kế hoạch đầu tư việt nam có bài viết đăng trên afa với tựa đề gặp gỡ nguyên lãnh đạo các thế hệ đảng đề phòng nguy cơ bất ổn ở thượng tầng tiến sĩ thọ cho rằng toàn trị với bộ máy công an quân đội an ninh hùng hậu rất ít có khả năng sẽ có biến từ bên dưới với một phong trào của quần chúng nếu như xảy ra thì sự thay đổi chỉ có thể đến từ bộ phận thượng tầng của ban lãnh đạo đảng nơi đảng luôn đề phòng nguy cơ bất ổn. Hình ảnh bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ trên AFA. Ông Thọ phân tích việc ông Chủ tịch nước và hai ông Phó Thủ tướng Chính phủ bị hạ bệ là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đảng. Tuy nhiên, lý do không được công khai rõ ràng và việc có khoảng 1 phần 3 số ủy viên trung ương của Ban chấp hành khóa 13 đồng thời cũng có một tỷ lệ như số đại biểu quốc hội khóa 15 đã không đồng ý trong các hội nghị được triệu tập bất thường để phế truất những lãnh đạo này. Sự kiện này chứa đựng sự bất ổn ở thượng tầng. Ông Thọ nhắc đến cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng mùng 3 tháng 2 và dịp đầu xuân quý mão 2023 của lãnh đạo đảng hiện nay với các nguyên lãnh đạo. Trong cuộc gặp này, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu đại ý mong muốn các vị tiếp tục có những đóng góp cho đảng cho nhân dân cho đất nước tuy cuộc gặp này về hình thức mang tính biểu tượng nhưng hàm ý sâu xa rằng đảng luôn quan tâm đến họ trong hệ thống chịu sự lãnh đạo độc quyền của đảng tác giả nhận xét rằng các nguyên lão của đảng được coi là đối tượng quan trọng lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của đảng với phương châm còn đảng còn mình mặc dù không trực tiếp tham chính nhưng sự ủng hộ của họ là quan trọng bởi những mối quan hệ và tầm ảnh hưởng trong bối cảnh chống tham nhũng thanh trừng lên tới vùng cấm và ngày càng khó khăn đảng muốn họ phải được quản lý phải trong tầm kiểm soát sự cảnh giác như một bản năng chuyên chế là có thể hiểu được bởi trong thời kỳ đổi mới đã có một số sự cố nghiêm trọng xảy ra ở thượng tầng tiến sĩ thọ dẫn chứng một trường hợp phải trả giá đó là cố tổng bí thư lê khả phiêu trong vai trò tổng bí thư đảng Cộng sản, ông Phil đã cho giải thể hội đồng cố vấn trung ương, bao gồm các nguyên lãnh đạo trong tứ trụ và có tiếng nói rất lớn trong tập thể lãnh đạo ở Việt Nam. Tiến sĩ Thọ cũng nhắc đến hai vị cựu lãnh đạo đảng bị đảng quản chế cho đến lúc chết là ông Trần Xuân Bách và ông Trần Độ vì dám đòi đa nguyên đa đảng. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người được ví như tổng công trình sư của nhiều dự án táo bạo và được ca ngợi là lãnh đạo vì dân, người có quan điểm cởi mở và chấp nhận ý kiến trái chiều, nhưng truyền thông nhà nước đã không nhắc tới nhiều đề xuất của ông về chính sách phát triển đất nước, trong đó đặc biệt về quan điểm hòa hợp dân tộc trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, Tiến sĩ Thọ cho rằng nhìn sang Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thấy những câu chuyện tương tự nhưng được nâng tầm bởi nền văn minh tập quyền lâu đời các hội nghị bắc đới hà một truyền thống có từ thời mao trạch đông là nơi diễn ra các cuộc gặp hậu trường chính trị quan trọng thường niên của các chính trị gia giữa lãnh đạo đảng đương nhiệm và cựu lãnh đạo nước này tuy nhiên dưới thời tập cận bình các hội nghị kiểu này đã diễn ra căng thẳng bởi ông tập muốn siết chặt muốn thanh trừng phe phái quyết liệt để ông tiếp tục kéo dài cai trị bởi vậy mới có sự cố hy hữu diễn ra trong đại hội 20 khi nguyên tổng bí thư Hồ Cẩm Đào miễn cưỡng bị hộ tống rời khỏi nghị trường. Đó là cách mà ông Tập công khai thể hiện quyết tâm không khoan nhượng với bất kỳ ai có thái độ ý kiến khác biệt với ông ta. Tiến sĩ Thọ phân tích, thực tế cho thấy việc quay lại chế độ chuyên chế toàn trị của hai đảng Cộng sản ở hai nước giống nhau kỳ lạ, có chăng là chút khác biệt về chiêu kích và hình thức biểu hiện trước hết cả hai đảng đều phải đương đầu với nhà nước tư bản thân hữu vì cải cách thể chế chính trị không theo hướng kiểm soát quyền lực bằng đối trọng chính trị để thích ứng với kinh tế thị trường tiếp đến trong việc giải quyết quốc nạn tham nhũng đảng đã kết hợp với thanh trừng nội bộ bằng cách tập trung quyền lực tuyệt đối trong đó ông tập cận bình tiến hành đã hổ diệt ruồi và ông nguyễn phú trọng phát động đốt lò chính sách này cho thấy giới lãnh đạo đảng cộng sản việt nam nghiêng hẳn về phía trung quốc tiến sĩ thọ tiếp tục phân tích những sự kiện trên cho thấy bất ổn chính trị được cảnh báo nguy cơ lớn dần bởi người dân đứng ngoài cuộc và việc quay lại chế độ toàn trị khiến vấn đề thêm tồi tệ khi cơ chế công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm của quan chức trước nhân dân những nguyên tắc cơ bản của dân chủ không được thiết lập quan điểm dân làm gốc vẫn chỉ là tuyên truyền và phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng cũng chỉ là khẩu hiệu khi những nguyên tắc dân chủ không được thể chế hóa và vì vậy không có cơ sở pháp lý điều kiện để nhân dân tham gia chỉ khi nào tư pháp có quyền tự trị rộng rãi thoát khỏi sự lãnh đạo của đảng người dân có quyền tự do thì quốc nạn tham nhũng mới có thể diệt trừ tận gốc thể chế mới có thể phù hợp với thị trường tránh được bất ổn và đất nước mới có thể phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc thơ thời báo.d với bản tin Làm thế nào để ổn định chính trị chống tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d